hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều thuận lợi, may mắn. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn Tử Vi tuổi dần, chi tiết trong năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và chi tiết cho từng tuổi dần trong năm 2021. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng đón xem. Sang năm tân sửu, tuổi dần không sung khắc mạnh, vận trình nhìn chung ít biến động lớn, dần đi vào ổn định, không quá đột phá nhưng cũng không quá ảm đạm. Nếu muốn lập kỳ tích, bản thân phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn so với trước và với người khác. Trong năm, bản mệnh có được những biểu hiện tốt, vận quý nhân vượng, được lãnh đạo chú ý giúp đỡ và đề bạt thăng tiến. Theo đó, sự nghiệp cũng gặt hái được thành quả nhất định. Tử vi tuổi dần 2021 cho thấy có nhiều vận may về tài chính, đặc biệt là lĩnh vực liên quan ngân hàng và bảo hiểm, hợp tác làm ăn, đầu tư. Trong đó, các mối làm ăn có được có mất, có hạng mục chính thống, cũng có hạng mục ngầm liên quan đến bất động sản thu về lợi nhuận cao. Điểm nổi bật trong năm 2021 của tuổi dần là có rất nhiều sao chủ về tình cảm chiếu mệnh, có cả cát và hung tinh. Nhìn chung, đào hoa vận vượng, tốt cho những ai vẫn còn độc thân. Sự nghiệp xuyên suốt cả năm 2021 tuổi dần có nhiều cơ hội thể hiện năng lực bản thân ở công việc hiện tại cũng như lĩnh vực mới. Sau khó khăn, thách thức thành quả cuối cùng bạn đạt được cũng khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Có điều, năm nay vẫn chưa phải là thời điểm tuổi dần đạt đỉnh cao nhất của danh vọng, sự nghiệp. Ít xuất hiện tình huống đột phá bất ngờ, thay vào đó là những thành quả mang tính tích lũy dần và lâu dài. Công việc có cảm giác thuận lợi nhưng các mối nhân duyên dễ gặp trục trặc theo đó, quan hệ với đồng nghiệp, đối tác phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là xung đột. Bản thân người tuổi dần vốn thích ăn to nói lớn, ít chịu nhượng bộ, khi rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn, khó lòng mà thoát ra được. Vì thế, ngay từ đầu cần xác định đừng để bản thân rơi vào các tình huống phức tạp. Cần kiểm soát cảm xúc thật tốt, thậm chí uốn lưỡi 7 lần trước khi nói cũng là việc nên làm để có thể giảm thiểu xui xẻo có thể gặp phải, cản trở con đường thăng tiến. Trong năm tân sửu, tuổi dần có điểm báo thăng quan tiến chức. Có điều, để đạt thành tích tốt bản mệnh phải chấp nhận đánh đổi, nỗ lực rất nhiều và trải qua không ít sóng gió. Tài lộc, so với năm trước tử vi năm 2021 tuổi dần có khởi sắc hơn về phương diện tài lộc. Tuy nhiên, hiếm xuất hiện tình huống mang tính đột phá bất ngờ. Muốn có được điều đó, đòi hỏi bạn phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với người khác. Bản mệnh cần tập trung vào công việc chính không nên chân trong chân ngoài quá nhiều kẻo việc gì cũng nửa vời thu nhập cũng không tăng lên là mấy trong năm đào hoa vượng tạo ra không ít nhân duyên tốt thúc đẩy các mối quan hệ xã giao vì mở rộng vòng tròn giao thiệp mà tuổi dần kết thân với người tài giỏi nhờ thế mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng dù trong năm được đánh giá là khá may mắn nhưng đương số hết sức thận trọng khi tham gia thị trường cổ phiếu chứng khoán hay bất động sản kẻo thua lỗ nghiêm trọng tình duyên Năm 2021 sẽ tốt cho những ai còn độc thân trên hành trình tìm kiếm nửa kia của mình. Nhìn chung, tình cảm thắm sắc có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, bản mệnh gặp khá nhiều trục trặc về cảm xúc khiến chuyện tình cảm vì thế mà phát sinh mâu thuẫn, khó lòng như ý, gia đạo vì thế mà lục đục liên miên. Để hạn chế tình huống xấu xảy ra, chỉ còn cách tuổi dần thay đổi tâm tính, kiểm soát tốt cảm xúc, đừng để cơn nóng giận khiến mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, hãy dành nhiều thời gian hơn cho người thân, gia đình và bạn bè. Học cách chia sẻ để vơi bớt căng thẳng, mệt mỏi. Khi sẻ chia tự khắc vận khí xấu sẽ thiên giảm, mang tới điều cắt lành cho bạn. Với những ai có kế hoạch sinh con năm 2021 nên có sự chuẩn bị kỹ càng về cả mặt tinh thần và vật chất đảm bảo đứa trẻ chào đời trong hoàn cảnh tốt nhất. Sau này lớn lên sẽ thành hiền tài cho đất nước. Sức khỏe Năm 2021 tuổi dần gặp nhiều bất lợi về phương diện sức khỏe. Tuy nhiên, mọi thứ không quá nghiêm trọng, không cần phải lo lắng thái quá. Thời điểm giao mùa là lúc tuổi dần dễ ngã bệnh nhất. Bên cạnh đó, áp lực tinh thần lớn khiến tình trạng đau đầu hoặc mất ngủ thường xuyên diễn ra, cơ thể suy nhược, rất dễ bị đột quỵ. Nguy cơ đột quỵ này xảy ra ở mọi lứa tuổi, vì thế không được chủ quan coi thường. Nhiều thời điểm hung tinh hoành hành khiến bản mệnh gặp sự cố về xe cộ hoặc thương tật ở tứ chi. Theo đó, thận trọng khi tham gia giao thông, tránh phóng nhanh vượt ẩu kẻo có ngày thương vong. Chi tiết tử vi 2021 cho từng tuổi dần. Tử vi 2021 tuổi canh dần sinh năm 1950 tùng bách mộc. Xem tử vi tuổi dần 2021 nói chung, người tuổi dần sinh năm 1950 nói riêng gặp năm Tân Sửu báo hiệu đây là một năm may mắn đối với bản mệnh. Người tuổi này gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, không phải thường xuyên lo nghĩ nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cốt là giữ được tinh thần lạc quan vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Trong năm này, đương số được sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tử vi 2021 tuổi nhâm dần sinh năm 1962 Kim Bạch Kim. Năm 2021 có thể coi là một năm vô cùng may mắn đối với người tuổi nhâm dần. Nhiều cơ hội mở ra trước mắt giúp bạn có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước đó. Năm này thích hợp đầu tư kinh doanh, hợp tác sinh lời, người theo đuổi con đường sự nghiệp cũng thường được đánh giá cao, có cơ hội được cất nhắc, nhận được sự kính trọng và nể phục của mọi người xung quanh. Các tinh chủ đào hoa cũng đem tới cho bạn tin tức tốt lành trong chuyện tình cảm. Người độc thân dễ nhận được sự chú ý của người khác phái. Tử Vi 2021 tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 Đại Khê Thủy. Trong năm Tân Sửu, người tuổi Giáp Dần có thể gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt của cuộc sống. Bản mệnh có thể bước tới những khúc ngoặt của cuộc đời, giúp bạn đạt được những bước tiến mới mẻ. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có cơ hội tăng lương thăng chức, trong khi đó người làm ăn có cơ hội đầu tư vào những hạng mục triển vọng. Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu tiến triển tốt đẹp, người đã lập gia đình luôn quan tâm, săn sóc mái nhà nhỏ của mình, các thành viên trong nhà biết yêu thương, nhường nhịn nhau. Tử vi 2021 tuổi bính dần sinh năm 1986 Lư Trung Hòa. Năm 2021 về cơ bản là một năm khá thuận lợi đối với bản mệnh này. Bạn có thể khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cất nhắc cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân của bạn. Tử vi 2021 tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 thành đầu thổ. Người sinh năm 1998 không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại trong năm Tân Sửu bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao khá tốt đẹp, người trẻ tuổi mới bước chân vào môi trường làm việc cũng nhanh chóng bắt kịp tốc độ của mọi người, nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của người đi trước. Tình hình tài chính chủ yếu ổn định cũng giúp bạn có thể tự tin làm bất cứ điều gì mình mong muốn. Trên phương diện tình cảm, người tuổi này cũng nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới, nếu mở lòng thì có thể xây dựng được mối quan hệ có triển vọng. Tử vi 2021 tuổi canh dần sinh năm 2010 tùng bách mộc. Năm 2021 cơ bản là một năm thuận lợi đối với người tuổi canh dần sinh năm 2010. Bản mệnh vẫn được sống dưới sự đùm bọc của người thân trong gia đình, đa số không phải lo lắng nhiều về đời sống vật chất và tinh thần. Ở độ tuổi này, trẻ nhỏ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến xung quanh và dần muốn khẳng định bản thân, cha mẹ cần có cách trò chuyện và dạy dỗ thích hợp, không nên quản lý quá nghiêm khắc khiến con cái cảm thấy ngột ngạt có ý định phản kháng các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển khá tốt được nhiều người quan tâm yêu mến kết giao bạn bè rộng rãi cảm ơn các bạn